Đạo diễn Đường Dịch, với sự tham gia của các diễn viên chính Lâm Phong trong vai Thân Lực Hành, Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Tô Vật Thanh, Phương Trung Tính trong vai Tề Dương, Tôn Diệu Kỳ trong vai Tào Ý Ân, Ứng Hạo Minh trong vai Ngôn Việt Đông, Quách Nhế Khuê trong vai Cung Nhuế Khê, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác. Biên kịch Từ Tiểu Bằng, Phó Bân. Nhà sản xuất Từ Tử Huyên, Tôn Trung Hoài. Bộ phim Lục Phiến Môn. Tập 1. Vào thời nhà Minh, kinh thành tiêu điều sơ sát, tình cảnh rối ren bất ổn. Hoàng đế bệnh nặng nhưng vẫn chưa quyết định xác lập ngôi vị thái tử. Văn võ bá quan lo lắng không yên, khắp nơi nổi lên phong ba, lòng dân hoang mang. Vào một tháng trước, hoàng thượng bệnh nặng, truyền chỉ triệu ta hồi kinh. Chúng ta xuất phát từ tháng 5, trải qua suốt 25 ngày đêm. Trên đường đi chịu nhiều cực khổ, kẻ thì chết, người thì bị thương. Các vị hộ tống Chu Kiến Giật ta tới đây đã là tận nghĩa. Đây, sau khi uống cạn chén này thì tối hôm nay ngay tại chính chỗ này chúng ta chia tay. Tôn Hồng, tối nay ngươi và Giật Thanh lập tức dắt theo mọi người rời khỏi chốn này. Từ nhỏ con đã lớn lên trong Tề Dương phủ, sống là người của Tề Dương phủ, chết là ma của Tề Dương phủ. Đám người ngoài kia truy sát không tha, các người vốn dĩ không đánh lại chúng. Với tình hình bây giờ, chỉ là sợ chúng ta không tới được Thông Châu. Thứ bọn chúng muốn lấy là thủ cấp của ta. Các ngươi cần gì phải chịu chết chung với ta chứ? Mặc dù con không phải là con ruột của người, nhưng là do Dương gia người nuôi dưỡng, con cam tâm tình nguyện sống chết cùng với người. Chúng tôi cam tâm cùng sống chết với người. Được, tối nay chúng ta không cầu sống chung, nhưng nguyện cùng chết. Dạ. Mọi người gắng gượng, tới Giật Tiên Trang ở Thông Châu sẽ có diện binh. Dương gia, đám người kia võ công cao cường, còn là thiện xạ, cho nên chúng ta phải tìm cách ẩn thân. Lão ba, trong nhà của ông có bao tải hay xe đẩy gì không, có thể bán lại cho chúng tôi. Các vị không cần phải lo lắng đâu. Tối hôm nay sẽ có sương mù rất dày đặc, các vị không nhìn thấy họ, họ cũng không nhìn thấy các vị được. Hơn nữa còn có thể lợi dụng bóng đêm. Chính vì vậy, đây là thời cơ tốt nhất để trốn thoát. Tại sao ông biết tối nay nhất định có sương mù? Hơn nữa đám sát thủ võ công cao cường
Cho dù có sương mù dày đặc, bọn chúng cũng có thể bắn trúng thôi. Dù sương mù dày đặc nhưng vẫn có thể bắn trúng là bởi vì các vị đều cưỡi ngựa hết mà. Liên quan gì tới chuyện cưỡi ngựa chứ? Sương mù dày đặc cho nên không nhìn thấy bất cứ cái gì hết, nhưng mà lại có thể nghe thấy được. Quả thật võ công họ cao cường, nhưng muốn họ không phát hiện các vị cũng rất dễ. Chỉ cần không để họ nghe thấy thì dù võ công cao bao nhiêu cũng không thể bắn trúng được. Nói nghe thì dễ, nhiều người cưỡi ngựa như vậy làm sao không nghe được tiếng chứ? Ai nói với ngươi là không cho họ nghe thấy chứ? Chẳng những phải lên tiếng mà còn phải tạo ra tiếng động thật là lớn. Nếu tiếng động càng lớn thì càng át được tiếng gió ngựa. Huống hồ gì sương mù ban đêm lại rất dày đặc, đương nhiên họ càng không thể biết được các vị đã chạy theo hướng nào. Rất có lý. Hy vọng lão bá chỉ cho một con đường. Nè, cầm lấy. Cầm lấy. Lão bá đó quả thật rất kỳ lạ. Con sợ sẽ có bẫy, để con đi coi thử. Cẩn thận một chút nghe. Cẩn thận đó. Xin cô nương tha mạng. Lúc hắn tới đây còn kéo theo một xe pháo và trống. Lúc đầu là một người trẻ tuổi, sau đó thì cải trang thành một ông già ốm yếu. Thật ra ngươi là ai? Tôi cho các người ở lại 2 ngày, bây giờ các người lấy quán báo ân vậy sao? Hả? Hai mẹ con trong nhà đã bị ngươi mua chuột rồi. Buổi tối hôm qua ngươi chuẩn bị một xe pháo để trong nhà kho trước khi chúng ta tới đi. Nói đi, thật ra ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Chắc chắn là đồng bọn với đám người ngoài kia. Chẳng trách đám người kia không dám tấn công vào. Nói thật đi, nếu không thì giết chết ngươi. Nè. Ê, trời ơi, quả thật đám người đó không dám tấn công vào đây là vì tôi. Quả nhiên ngươi là gian tế. Dương gia, chúng ta cứ chém đầu hắn, ném ra ngoài đường. Nè, đừng mà. Tiểu huynh đệ, ngoan ngoãn khai thật đi, ta sẽ tha cho. Chỉ có Dương gia là thấu tình đạt lý. Thả ra coi. Tại sao cô biết được ta là ai? Vì tôi đi theo các vị. Lần đầu tiên ở Lâm Thanh, tôi khuyên các vị đừng đi đường bộ mà đi đường thủy. Các vị vì sợ có bẫy nên vẫn đi đường bộ, kết quả bị dây hãm trong sơn cốc, hy sinh 3 hộ vệ. Thì ra người bắn tên truyền tin cho chúng ta chính là ngươi. Đúng vậy. Người truy sát các vị không phải là người bình thường, chắc các vị rõ hơn tôi mà. Nếu nói như vậy, dọc theo đường đi, bọn chúng đã chuẩn bị rồi. Nhiều dương gia như vậy, sao hoàng thượng chỉ triệu một mình ngài hồi kinh chứ? Không lẽ chỉ là vì thăm bệnh thôi sao? Chúng ta vào trong nhà nói chuyện đi. Người này thần bí kỳ lạ, tại sao lại tới chỗ này? Đừng thắc mắc nữa, có lẽ người này có thể cứu mạng chúng ta. Vẫn chưa biết được hắn lại, tại sao dương gia lại tin hắn chứ? Dương gia nhìn người nhìn tâm, dương gia có thể nhìn thấu hắn là người tốt. Khó hiểu. Tại sao lại cứu ta? Gặp chuyện bất bình, muốn bao nhiêu ngân lượng? Không lấy một xu. Vào Thông Châu, mỗi người mỗi ngã. Chỉ đơn giản vậy à? Chỉ đơn giản vậy thôi. Dương gia, không xong rồi, đám người kia đã muốn phóng hỏa tấn công vào đây. Cứ nghe vị huynh đệ này chỉ huy đi. Cô nương, cô và Dương gia ngồi xe. Tôi quen thuộc địa hình chỗ này nên có thể nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng mà phải có một nhóm người khác ở lại cầm chân, đốt pháo đánh trống để phân tán sự chú ý của quân địch, khiến họ tưởng chúng ta muốn phá vòng vây. Để tôi. Nhưng có thể huynh sẽ phải chết. Tôi biết mà. Cậu có cái sách nào để cùng thoát không? Dương gia, người hãy đi trước đi. Con sẽ ở lại bàn bạc với vị huynh đệ này. Lúc nãy vừa nói là cùng nhau xông ra ngoài. Chu Kiến Nhật này không phải là người tham sống sợ chết. Xin Dương gia sớm đưa ra quyết định, ngài dắt một nhóm rời đi. Vậy thì Tôn Hâm
có thể lợi dụng sương mù để nhanh chóng thoát thân. Nhưng nếu như ngài không đi, có lẽ mọi người đều sẽ phải chết ở đây. Dương gia, nếu như ngài không đi thì sự hy sinh của các huynh đệ đều sẽ vô ích. Ngài đi đi, Dương gia. Được rồi. Thôi được, các người cũng phải cẩn thận đó. Có sao không? Không. Đi. Ah!
qua đã có người cứu Tề Dương. Dương gia, phía trước chính là đất Thông Châu. Vào tới Dực Tiên Trang chúng ta sẽ được an toàn. Lúc mới xuất phát ở Tây Nam, ta đã biết là lành ít dữ nhiều. Nhưng mà không ngờ đã khiến cho những người từ nhỏ đến lớn ở bên cạnh ta phải mất mạng trên đường hồi kinh. Hy vọng những vị huynh đệ đã chết có thể phù hộ Dương gia an toàn hồi kinh. Phía trước chính là đường cái, họ sẽ không dám ra tay. Khu rừng phía trước rậm rạp, núi non hiểm trở, mọi người nhớ phải cẩn thận. Tiểu huynh đệ à, mặc dù là cậu không muốn để lộ danh tính, nhưng mà ơn cứu mạng của cậu Chu Kiến Giật sẽ ghi nhớ trong lòng. Sau này nếu còn sống sót được gặp hoàng thượng, bổn vương nhất định sẽ không bao giờ quên ân tình của trang sĩ. Hoàng hậu giá đáo. Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu. Di thần Lưu Cát khấu kiến hoàng hậu nương nương. Bình thân đi. Tạ ơn nương nương. À, Hoàng Nhi, con lại đây để mẫu hậu coi thử. Hoàng Nhi, con chính là con trai duy nhất của mẫu hậu, cũng là con trai duy nhất của phụ hoàng con. Con nhất định phải giữ gìn sức khỏe của mình. Dạ, Nhi thần nhớ rõ. Được rồi, con hồi cung nghỉ ngơi đi. Mẫu hậu có chuyện muốn bàn bạc với Lưu sư phụ. Nhi thần xin phép cáo lui. Các ngươi cũng lui xuống đi. Dạ. Nghe nói đã tới Thông Châu. Hoàng hậu nương nương yên tâm, Nhi thần tuyệt đối sẽ không để hắn bước vào kinh thành. Lưu đại nhân, bây giờ tình hình vô cùng nguy cấp. Người bổn cung sắp xếp ở chỗ hoàng thượng, nói rằng tình hình của hoàng thượng vô cùng không tốt. Khoảng thời gian trước người còn bị ngất xỉu trong lúc lâm triều, cứ mỗi buổi sáng thức dậy đều thấy long thể bất an. Vậy mà trong lúc này người triệu Tề Dương hội kinh, đây chính là chuyện bất lợi với hoàng tử. Di thần hiểu rõ. Ta nghĩ ông vẫn chưa hiểu rõ. Lưu đại nhân, ông thân là sư phụ của hoàng tử, mấy năm nay ông tác oai tác quái, hưởng hết vinh hoa phú quý, văn võ trong triều đều là Lưu đảng. Một khi Tề Dương lên ngôi, phe của Lưu đại nhân chính là cái gai trong mắt của hắn. Tề Dương nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc. Lưu đại nhân, ông đã đi chung một chiếc thuyền với mẫu tử bổn cung rồi, có sống cùng sống, có chết cùng chết. Ông nhớ kỹ đó. Di thần ghi nhớ kỹ lời của hoàng hậu. Cho. Làm phiền Kiều trang chủ rồi. Dương gia sao lại nói vậy? Năm đó lúc Kiều mổ còn nghèo khó, cũng nhờ Dương gia cưu mang, còn cho Kiều mổ nhiều ngân lượng mới có ngày hôm nay. Lần này Kiều mổ nhất định sẽ dùng tính mạng báo đáp. Ngày mai, cho dù Kiều mổ có hy sinh toàn bộ tính mạng của già trẻ lớn bé Dật Tiên Trang, cũng nhất định hộ tống Dương gia hồi kinh. Mời Dương gia. Tề Dương đã vào trong Dật Tiên Trang. Đây là thư mà sáng ngày hôm nay Lưu đại nhân đã truyền bồ câu tới đưa cho ta. Ý của Lưu đại nhân chính là nếu như chúng ta thất bại thì sẽ chết, nên Tề Dương sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đó. Bệnh của hoàng thượng rất nặng, chúng ta phải tìm ra kế sách chu toàn mới được. À, Triệu công công. Tùng thái y, bệnh của hoàng thượng. Long thể hoàng thượng bất an, mấy ngày nay cứ tái phát không ngừng, nhưng lại không tìm ra nguyên nhân. Thái y viện chúng tôi rất lo lắng. Mạch tượng của hoàng thượng không giống như bị bệnh, nhưng dấu hiệu bệnh trạng lại rất rõ ràng. Chuyện này khiến chúng tôi trở tay không kịp.
hy vọng Triệu Công Công có thể khuyên bảo hoàng thượng nên sớm lập hoàng thái tử đi. Chi thần nhiều lời rồi. Triệu Công Công thái y à, long thể của hoàng tử sao rồi? Mạch của hoàng tử yếu ớt, mặc dù bình thường nhưng cũng không vững chắc. Người đâu? Hoàng thượng. Triệu Công Công, hoàng thượng ra lệnh mời các vị thái y ra ngoài. Triệu Công Công, lão thần xin cáo lui trước. Hoàng thượng. Thái y nói sao? Nói mạch của hoàng thượng bình thường, long thể khỏe mạnh. Nói thật đi. Mạch tượng bình thường nhưng không tìm thấy nguyên nhân. Nô tài sẽ kêu người bắt thái y viện đăng bố cáo tìm danh y. Nếu như không tìm thấy nguyên nhân, thần sẽ trị tội bọn họ. Trẫm không bị bệnh là mệnh, mệnh đã tận thì thuốc gì cũng không cứu được, làm khó các vị thái y rồi. Hoàng thượng à, dìu trẫm ngồi dậy đi. Dạ. Bây giờ hoàng thượng sao rồi? Hoàng thượng vừa tỉnh lại, nhưng bây giờ trong phòng chỉ có một mình Triệu Công Công thôi. Nô tài không biết họ đang nói chuyện gì. Được rồi, ngươi làm tốt lắm, lui xuống đi. Ngươi thấy sao hả? Đây đều là tấu chương khuyên hoàng thượng sớm ngày lập thái tử. Dân sớ lên đều chỉ viết về chuyện truyền ngôi. Những người viết tấu chương này đều là học trò của Lưu Cát. Đúng vậy. Đây mới là vấn đề quan trọng nhất. Hắn là sư phụ của hoàng tử. Hoàng tử ốm yếu nhiều bệnh, đại đa số văn võ bá quan tất cả đều là người của hắn. Nếu trẫm không còn nữa thì giang sơn nhà Minh rốt cuộc là họ Lưu hay là họ Chu đây? Hoàng thượng à, người đã nghĩ nhiều rồi. Triệu Vô Cực, trẫm nghe nói bây giờ thế lực Đông Xưởng cũng không hề nhỏ hả? Hoàng thượng tha tội, Triệu Vô Cực và Đông Xưởng đều là người của hoàng thượng. Cho dù hoàng thượng muốn Triệu Vô Cực chết, Triệu Vô Cực cũng không oán một câu. Đứng lên đi. Tạ ơn hoàng thượng. Trung thành tận tâm, đây là nguyên nhân trẫm giao Đông Xưởng cho người quản lý đó. Làm việc cho hoàng thượng, thần chết cũng không từ. Triệu Vô Cực, trẫm hỏi ngươi, nếu như trẫm truyền ngôi cho Tề Dương thì ngươi thấy sao? Sao vậy? Ngươi thấy không được à? Hoàng thượng à, thái tổ hoàng đế lập quy định thái giám tham gia triều chính phán tử hình. Hôm nay chỉ có trẫm và ngươi thôi, cứ việc nói ra đi, trẫm sẽ tha cho ngươi. Tạ ơn hoàng thượng. Mặc dù sức khỏe của hoàng tử suy yếu, nhưng nói sao thì cũng là cốt nhục của hoàng thượng. Nếu như lập hoàng tử làm thái tử, chỉ sợ tương lai triều đình lại xảy ra nội loạn, cho nên hoàng thượng phải chuẩn bị trước. Phải chuẩn bị trước à? Nếu vậy chuẩn bị thế nào đây? Triệu Vô Cực chỉ là một tên thái giám, không biết phải chuẩn bị như thế nào. Không có biểu hiện mãi mãi chính là biểu hiện tốt nhất của ngươi rồi. Thần chỉ mong hoàng thượng vạn thọ vô cương. Hậu cung của trẫm vô số phi tần, nhưng lại chỉ có một đứa con trai sức khỏe yếu ớt như vậy thôi. Lỡ như nó làm thái tử mà không có con, vậy giang sơn nhà Minh không biết trông cậy vào đâu rồi. Hoàng thượng à, nếu như nói về chuyện khỏe mạnh thì Tề Dương có thể hơn hoàng tử rất nhiều lần. Nô tài đáng chết, là nô tài nhiều lời. Nô tài đáng chết. Đủ rồi, là lỗi của trẫm, làm khó ngươi rồi.
Lui ra đi. Nô tài cáo lui. Trang chủ, bên ngoài có một đám người xông vào trong trang. Đoàn luyện đang ngăn cản họ. Bọn chúng muốn động thủ. Bổng Dương đã đem tới phiền phức rồi. Dương gia đừng nói vậy, tôi thấy hay là vậy. Tôi dắt người ngăn cản lại, các vị chạy đi. Vô dụng thôi. Họ cố tình xông vào chính là vì muốn chúng ta rơi vào bẫy của họ. Điều trang chủ, trong trang của ông có bao nhiêu xe ngựa? Tính cả lớn lẫn nhỏ, tổng cộng có 10 chiếc. Cho ngươi một cơ hội nói ta biết tung tích của Tề Dương.
Đại ca, tôi thật sự không biết huynh đang nói cái gì nữa. Đúng là cứng đầu. Chà. Đây chính là đầu người ở trong vật tiên trang. Đi chung với các ngươi đều đã chết hết rồi. Ta cho cô một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần cô nói ra tung tích của Tề Dương, cô và tên tiểu tử này có thể sống sót. Ta không biết người này. Người thả hắn đi đi. Tôi cô nương đúng là biết nói giỡn mà. Bây giờ còn có người vì người dân mà hy sinh tính mạng hay sao? Vậy thì đúng là không đáng. Nói, Tề Dương đang ở đâu? Tiểu tử, cô không nói thì ngươi nói đi. Cẩm Y Vệ cải trang giả dạng, muốn ám sát Tề Dương được hoàng thượng triệu kiến. Nếu chuyện này mà lọt vào tay của hoàng thượng, ta chỉ sợ tương lai của các vị đều phải ngồi chờ chết trong nhà lao của Cẩm Y Vệ mà thôi. Mau giải hắn qua đây. Dạ. Đi, nhanh lên. Nàng quên làm gì vậy? Đồ của tôi vẫn còn nguyên, không phải Đông Xưởng đâu nghe. Nếu không phải người của Đông Xưởng, càng không phải người của Cẩm Y Vệ, vậy nhất định là người trong Lục Phiến Môn rồi. Tôi chỉ là một nông dân ở Thông Châu thôi. Nếu không tin, huynh tới Thông Châu hỏi đi. Ai mà không biết tôi chứ. Ta còn tưởng người giỏi lắm chứ. Hóa ra chỉ là một tên vô dụng. Ta không biết tên này thật mà. Hãy mau thẳng ra đi. Tô cô nương, cô cũng biết chúng tôi muốn cái gì mà. Nói ra thì hắn ta có thể sống. Nhất định là huynh không tin. Ở trên đời này có người chịu chết vì chủ nhân của mình. Chỉ cần có tiền thì ai huynh cũng bán đứng thôi. Sắp chết tới nơi rồi còn mạnh miệng nữa. Quá khen rồi Bách Hộ đại nhân. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Sao lại biết ta là Bách Hộ chứ? Với tuổi tác của đại nhân ở trong Cẩm Y Vệ, có thể dắt theo nhiều người thì chắc chắn là Bách Hộ. Nhưng Bách Hộ tài năng trong Cẩm Y Vệ chỉ có mấy người thôi. Người có thể bắn tên như Lý Quảng Hoa Vinh, ngoài Bách Hộ đại nhân Phương Nghị ra thì còn ai nữa? Tiểu tử, ngươi rất thông minh. Nhanh chóng dắt ta đi gặp Tề Dương. Ta không những có thể thả ngươi và cô nương này ra, còn sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý. Nếu như tôi là Phương Bách Hộ thì tôi sẽ sớm nhân cơ hội này dắt họ bỏ chạy trước. Tính ra thì bây giờ có lẽ Tề Dương đã tới kinh thành rồi. Các huynh đệ, chúng ta mắc bẫy rồi. Rút. Dạ, rút thôi. Ha!
truy đuổi nửa ngày, cực khổ quá. Tha lỗi Tề Dương gia. Xem ra ta không thể vào kinh được nữa. Yên tâm, huynh đệ của tôi ra tay rất nhanh gọn, sẽ không khiến cho Dương gia chịu nhiều đau đớn. To gan, ngay ở dưới chân thiên tử mà dám ngông cuồng như vậy. Nhất định phải bảo vệ chu đáo cho Dương gia. Nếu như Dương gia chịu chút tổn thương gì, ta sẽ cho đám các người chết không có chỗ chôn thay. Mau biến đi. Tỷ lệ giám thủ lĩnh thái giám Triệu Vô Cực phụng chỉ tới đây tiếp đón Dương gia. Đường xá xa xôi, Dương gia đã cực khổ rồi. Ơn cứu mạng của Triệu công công, bổn Dương suốt đời khó quên. Dương gia, nô tài đã kêu thuộc hạ đưa Dương gia tới tỷ lệ giám nghỉ ngơi một lát, đợi chuẩn bị xong mới đưa ngài đi gặp hoàng thượng. Tạ công công. Người đâu? Triệu công công. Đưa Dương gia đi nghỉ ngơi đi. Dạ. Ê, sư phụ à, lúc nãy chúng ta trực tiếp bắt người là được rồi mà. Chúng ta đã cứu mạng của Dương gia một lần rồi, cần gì phải trở mặt với đám cẩm y vệ này chứ. Người nói rất đúng á. Thần đệ khấu kiến hoàng thượng. Đứng lên, đứng lên đi. Đúng là đều già hết rồi. Không, hoàng thượng vẫn vậy, vẫn giống năm đó lúc đưa tiễn thần đệ rời kinh thành tới biên cương. Bây giờ vẫn chưa Tết mà, cần gì phải nói những lời như vậy chứ hả? Nè. Ngồi. Kiến vật à, trên đường đệ hồi kinh chắc đệ chịu nhiều cực khổ ha. Hoàng thượng, đoạn đường Dương gia đi có thể nói là thập tử nhất sinh. Ồ, nói coi, tại sao lại là thập tử nhất sinh? Xin hoàng thượng hãy trị tội Triệu Vô Cực trước. Ngươi có tội gì chứ? Đông xưởng thất trách khiến trên đường hồi kinh Dương gia đã nhiều lần gặp nguy hiểm, nhưng mà cũng nhờ có hoàng ân phù hộ mới có thể quá hiểm thành an. Trước đó nô tài không hề phái người lên đường bảo vệ, mãi tới khi Dương gia tới được Thông Châu, nô tài mới nhận được tin tức. Kể từ khi Dương gia rời tế nam, vẫn bị một đám người truy sát không ngừng, khiến nô tài rất hoảng sợ, liền đi tập hợp nhân mã tiếp ứng Dương gia, đã đuổi được kẻ thù ở ngay ngoại thành. Nhưng mà cận vệ của Dương gia đã không chống lại được đám người này, nên chỉ có Dương gia là bình an tới được kinh thành. Triệu Vô Cực vô dụng, xin hoàng thượng trị tội.